Món quà cưới của tao thế nào? Ý nghĩa chưa? Sao ông uống quá vậy? Sao ông nói to nói rõ lên? Chuyện em ngủ với anh á. Không ngờ anh khốn nạn như vậy luôn á. Em nói gì vậy em? Chẳng phải hôm trước trên chiếc xe em đã siết chặt anh, luôn miệng nói là hạnh phúc quá anh ơi còn gì. Bây giờ em muốn anh không gặp mặt em nữa, để anh xem khi chồng của em biết chuyện chúng ta mặn nồng với nhau, em nghĩ chồng em có đám cưới với em nữa không? Ây da, ui con chó này. Rồi chó chết. Em dậy sớm hả vậy? Hả? Em dậy sớm đi nấu đồ ăn sáng cho anh. Xong em đi công tác luôn nè. Đồ ăn sáng em để trong bếp á, có dệt vô ăn nha. Ừ, em biết rồi. Thương quá à, đã dậy sớm còn nấu đồ ăn sáng cho anh nữa. Chi cực vậy? Dù gì thì một tuần nữa em với anh cũng đám cưới rồi. Tới lúc đó thì cũng thành vợ chồng với nhau rồi còn gì. Còn một tuần nữa là đám cưới. Vậy em không dời được lịch công tác dài ngày hả? Chuyến này là em phải ký một cái hợp đồng rất là quan trọng. Mà lần này ký thành công á là em sẽ được thăng chức đó. Bởi vậy em phải nắm lấy cơ hội này mới được. Ừ, thôi anh biết rồi. Nhưng mà nhớ là không có được uống bia uống rượu đâu nha. Em thề luôn, sẽ không uống một giọt nào. Em hứa rồi nên là anh yên tâm nha. Ok, hứa rồi đó nha. Tới nơi nhớ gọi cho anh. Em nhớ rồi. Ừ. À, xe của công ty đến đón rồi kìa. Thôi em đi nha. Ồ, chúc vợ yêu công tác thành công nha. Bye bye chồng tương lai của em. Bye bye. Chúc em ký hợp đồng thành công nha. Cảm ơn em. Nhờ có em mà công ty chúng ta đã ký hợp đồng vô cùng thành công. Cái đó là công sức của cả ekip mà, đâu phải của riêng em đâu. Em vừa xinh đẹp, tài năng, lại còn khiêm tốn nữa. Chồng sắp cưới của em thật là may mắn. Anh Vũ khéo miệng quá à. Chắc nhiều cô theo lắm đúng không? Anh là người chân thật. Anh chỉ biết nghĩ sao nói vậy thôi. Anh mà có ai ế gần chết nè. Trời ơi, anh đẹp trai như vậy, là tổng giám đốc của một công ty lớn nữa mà anh nói ế ai mà tin. Nhưng mà nếu mà thật như vậy á thì chắc là anh tiêu chuẩn cao lắm đúng không? Anh không biết tiêu chuẩn của mình cao hay không nữa. Nhưng mà anh chỉ cần một người bằng một nửa của em thôi là hạnh phúc lắm luôn rồi. Anh nói đùa vậy thôi, chứ anh có vợ rồi. Tuổi này mà chưa có là bố mẹ hối chạy không kịp luôn. Em nghe nè. Chúc mừng em ký hợp đồng thành công nha. Khi nào em về? Sáng mai em về sớm á. Về sớm nghỉ ngơi để còn làm cô dâu xinh đẹp nữa nè. Em biết rồi, em ăn một xíu. Có gì sáng mai em về sớm với chồng của em nha. Nhớ không được uống rượu bia đâu đó nha. Em nhớ rồi mà, anh yên tâm nha. Bye bye chồng tương lai của em, hẹn gặp anh ngày mai nha. Nhìn thấy hai người có vẻ hạnh phúc quá ha. Dạ đúng rồi. Em cũng không nghĩ là em sẽ gặp được một người chồng tốt như vậy. Không rượu chè, không ăn chơi, không gái gú luôn. Người đàn ông như vậy hả? Bây giờ là khó kiếm lắm á. Chúc mừng em, nếu thật sự chồng em tốt như vậy là nhiều người ganh tị với em lắm đó. Em cũng nghĩ vậy. Anh rất ngưỡng mộ tình yêu của hai vợ chồng, nên nhất định anh sẽ tặng cho hai vợ chồng em một món quà cưới vô cùng ý nghĩa. Thật hả anh? Ừ. Anh nói làm em tò mò quá. Chắc chắn món quà này sẽ bất ngờ với hai vợ chồng em lắm. Thôi bây giờ chúng ta chúc mừng cho hợp đồng được ký kết thành công. Và cũng như là anh chúc cho em sắp lấy chồng. À, dạ được rồi anh ơi. Em không uống đâu. Lâu lâu mới có một dịp vui vậy. Không lẽ em không nể mặt anh xíu được hả? Một ly thôi. Một ly thôi nha. Rượu này ngon quá, đúng vị em thích luôn á. Vậy thì chúng ta làm một ly nữa chứ. Thôi được rồi anh, em uống một ly vui thôi. Lâu lâu mới có một dịp vui vậy. Em cứ thoải mái tự nhiên đi. Đây là một hợp đồng rất lớn. Sau hợp đồng này em sẽ được thăng chức. Cứ vui đi em. Lâu lâu anh mới uống đó. Dạ. Dạ. Rượu này ngon thật á. Em thích uống lắm. Nhưng mà mỗi khi đi mà có chồng em á, chồng em không cho uống. Tại sao chồng em lại cấm em uống? Tại vì mỗi khi em uống vào á, người khó chịu lắm. Cứ đòi chồng em phải trả bài hoài à. Em nói gì vậy trời. Nãy giờ em với anh cũng uống nhiều rồi đó. Thôi em xin phép em về trước nha. Em chào anh. Em sao không? Thôi em say rồi, để anh đi em về. Anh đi kiếm gì ăn đi, tôi tự chạy xe được. Tôi thấy anh có chút hơi men, không nên chạy xe. Hay là... Từ khi nào á mà anh thích cãi lại tôi vậy? Dạ, tôi xin lỗi. Đúng rồi, gần mực thì đen, gần da to thì nhỏ, cũng vậy cũng bị chửi. Em tự về được mà, anh làm vậy em ngại quá à. Thôi, anh phải tận tay đưa em về anh mới yên tâm. Mà có ai nói với em là khi say nhìn em quyến rũ đúng không? Trời, anh đừng có khen em nữa. Nãy á, em có nói với anh á, khi em say á, em thường bắt chồng em trả bài. Bây giờ không có chồng em ở đây, hay là để anh thay chồng em trả bài cho anh. Trời, anh nói hung điên gì vậy? Ê, anh làm gì vậy? Buông em ra. Ủa? Vậy yêu về rồi hả? Trời ơi, nhớ em muốn xỉu. Ủa? Em... sao vậy? Chắc mới về nên em hơi mệt thôi. Nghỉ ngơi xíu là hết à. Vậy thôi, em ở đây nghỉ đi. Anh lên trong bếp làm miếng nước chanh cho em. Với sẵn em dọn cơm, mình ăn luôn. Cái gì đây? Đơn xin nghỉ việc. Tại sao em lại nghỉ việc? Chẳng phải em đã rất cố gắng để có được vị trí này hả? Em không thể làm việc ở đây nữa. Tại vì sao? Vì chuyện hôm bữa hả? Anh đã nói với em rồi. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Cả anh với em đều say hết. Em đừng có áy náy nữa. Hôm đó vì em không nghe lời chồng em nên mới xảy ra chuyện như vậy. Từ đây về sau em không muốn gặp anh một lần nào nữa hết đó. Em nói gì vậy em? Chẳng phải hôm trước trên chiếc xe em đã siết chặt anh, luôn miệng nói là hạnh phúc quá anh ơi còn gì. Anh im đi. Anh đừng nói thêm một lời nào nữa hết á. Và từ đây về sau anh tránh xa tôi ra. Tránh xa ra? Ok. Bây giờ em muốn anh không gặp mặt em nữa. Đơn giản thôi. Cho anh một lần nữa, anh sẽ mãi mãi biến mất. Đồ biến thái. Anh đừng có mơ. Được rồi, để anh xem. Khi chồng của em biết chuyện chúng ta mặn nồng với nhau, em nghĩ chồng em có đám cưới với em nữa không? Hả? Đồ chó chết. Không ngờ anh khốn nạn như vậy luôn á. Hey. Nói hay quá. Được rồi. Đây có phải là số điện thoại của chồng em không? Dừng lại. Em xin anh đó. Sao rồi? Vậy em đồng ý không? Ngoan vậy á, thêm một lần nữa có sao đâu. Ngoan đi, yên tâm. Ê da, con chó này, mày dám tát tao hả? Cuộc đời của tôi đã có rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng mà từ khi yêu anh ấy, đó chính là quyết định đúng đắn duy nhất trong cuộc đời tôi. Và không thể nào tôi lừa dối anh ấy một lần nào nữa. Chuyện hôm bữa chỉ là tai nạn thôi. Được rồi, để anh coi em mạnh miệng tới đâu ha. Khỏi đi, tôi tự gọi. Wow. Chồng hả? Trước khi đám cưới, em có chuyện muốn nói với anh. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em... Ủa? Sao ông uống quá vậy? Sao ông nói to nói rõ lên? Chuyện em ngủ với anh á, nói to lên. Tại sao mày làm vậy với tao? Món quà cưới của tao thế nào? Ý nghĩa chưa? Mày nghe mày. Sao đối xử với tao như vậy? Đơn giản thôi. Tại vì tao yêu mày. Không ai có quyền cướp mày khỏi tao. Mày điên rồi. Tao với mày đã là quá khứ rồi. Mày làm ơn buông tha tao đi. Tao không chấp nhận việc mày rời bỏ tao để lấy vợ. Tao biết mày còn yêu tao mà. Tao với mày đã từng hạnh phúc thế nào mày quên hết rồi hả? Chuyện của tao với mày chết từ lâu rồi. Bây giờ tao phải lấy vợ. Mày làm ơn buông tha tao đi. Lính, chuyện này là thật hả anh Phong? Thì ra trước giờ anh hạn chế hơn ái với tôi là không phải anh lo cho tôi, mà vì anh làm một thằng gay. Khốn nạn với tôi chưa? Tôi từng nghĩ là tôi yêu anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi đó. Vậy mà khốn nạn. Lính, Lính. Tao hỏi mày, tại sao Linh lại ở đây? Có phải tất cả những chuyện này là do mày bày ra đúng không? Mày bắt đầu thông minh rồi đó. Kể từ ngày mày rời bỏ tao, tao đã lập kế hoạch để trả thù mày. Đó là hậu quả của những đứa dám bỏ rơi tao. Yêu mày lắm không?